Xin chào các bạn, hôm nay Khanh xin giới thiệu với các bạn, đây là cái chai vá vỏ của Honda, hàng chính hãng Honda nha các bạn. Trên tay đây, nó kêu bằng Honda Accessory. Thì cái chai này á, là các bạn thấy đây là mã của nó, là vá lớp khẩn cấp. Rồi, thì cái chai này sử dụng như thế nào? Thì Khanh xin giới thiệu với các bạn là chúng ta sử dụng nó cũng nói chung cũng rất là đơn giản. Thì ở phía trong đây chúng ta sẽ lấy ra, đây, đầu tiên là lấy cái phần vỏ ra đây. Rồi, cái chai này á thì các bạn sử dụng là khi mà bánh xe của chúng ta phát hiện có đinh đâm vào rồi á, thì các bạn lưu ý chúng ta tuyệt đối không được rút ra. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái vòi này bơm thẳng vào cái vòi xe. Đây các bạn, chúng ta mở cái vòi xe ra và chúng ta sử dụng cái vòi này, chúng ta bơm vào. Đó, đây các bạn, chúng ta bơm vào. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấn. Nó giống như cái chai xịt mũi của các bạn á, cái chai xịt mũi ở nhà, chúng ta bơm vào. Thì khi mà chúng ta bơm vào, cái lượng keo ở trên cái chai này nó sẽ chảy vào toàn bộ cái bánh xe của chúng ta. Và khi mà keo đi vào thì nó gồm có keo và hơi luôn, thì cái bánh xe của chúng ta sẽ phồng lên chút xíu. Rồi, sau khi mà lượng keo này nó vào rồi á, thì các bạn bắt đầu tiến hành là rút cái đinh ra, và chúng ta sẽ lăn chạy cái bánh xe xích tới để cho cái lỗ á, nó nằm phía dưới. Lúc này keo nó sẽ chám lại. Thì nếu mà xe của chúng ta mà nó bị mất hơi á, thì các bạn hãy dùng cái bơm lớp dự phòng, chúng ta bơm thêm một chút xíu nữa để chúng ta chạy. Thì cái việc bơm vá này, cái chai vá này các bạn chỉ sử dụng được một lần thôi, và chúng ta sử dụng trong những tình huống khẩn cấp. Khanh ví dụ như trên cao tốc, nếu mà chúng ta không có cái vá lớp hoặc là cái chai vá lớp này hoặc là cái bơm lớp dự phòng, thì chúng ta bắt buộc phải kêu xe kéo rồi. Đó, thì chi phí mà kêu xe kéo ở cao tốc rất là cao các bạn, và độc quyền luôn á. Rồi, chúng ta hãy sử dụng những cái món thiết bị này để trên xe để giúp cho chúng ta phòng những cái trường hợp mà khẩn cấp. Thì sau khi mà chúng ta đã ra khỏi rồi, chúng ta có điều kiện thoải mái, thì chúng ta sẽ quay về những cái chỗ vá vỏ đó, chúng ta cạy cái vỏ ra và chúng ta tiến hành vá ép lại để cho nó chắc chắn. Tại vì cái keo thì chạy một thời gian rồi nó bị oxy hóa, nó bị lão hóa đi, nó sẽ bị mất hơi. Và xin cảm ơn và xin chào các bạn.